đào tạo chú trọng thực hành, cam kết 100% cơ hội việc làm, thực tập có lương ngay từ thời gian đầu, thời gian đào tạo ngắn. Chính từ những lợi ích đó, chương trình đào tạo tại trường Cao đẳng Bách khoa Bách Việt hiện đang nhận được sự yêu thích của phần lớn phụ huynh sinh viên. Tỷ lệ giữa cái thực hành thực tập với lại cái tỷ lệ lý thuyết hiện nay đang được nhà trường đẩy lên rất là cao, vượt hơn cả quy định. Do vậy cho nên là đối với các em sinh viên của trường Cao đẳng Bách khoa Bách Việt, sau khi tốt nghiệp sẽ tiếp cận ngay được với lại cái thị trường lao động mà không cần phải đào tạo lại. Ngoài cái việc thực tập mà ở trong nước thì các em còn có chương trình thực tập internship với nhiều ngành đi ra nước ngoài thực tập. Và trong cái quá trình thực tập internship dưới 12 tháng thì các em đã có vừa thực tập được tiếp cận với công nghệ, với những cái nghiệp vụ chuyên môn tiên tiến nhất mà lại vừa có thu nhập. Dựa theo số liệu thực tế, sinh viên Cao đẳng Bách Việt sau khi tốt nghiệp đã nhanh chóng được doanh nghiệp tuyển dụng, vì các em không chỉ được trang bị những kiến thức chuyên môn mà còn có cơ hội thực hành kỹ năng nghề nghiệp một cách thường xuyên. Với hơn 23 năm hoạt động cùng những thành tựu đã được ghi nhận, Bách Việt Polytechnic hứa hẹn sẽ là môi trường học tập lý tưởng giúp các bạn trẻ thành công trong tương lai.